Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với cái kênh YouTube Trang Trang TV. Và vẫn như thường lệ, lời đầu tiên với các bác rằng là một cái lời chúc sức khỏe. Cộng với là các bác nào chưa đăng ký thì có thể là bấm vào cái đăng ký kênh để mà tôi có thể chia sẻ những cái nhận định với những cái hiểu biết của mình. Thế thì là về cái chủ đề của ngày hôm nay á, là tôi muốn chia sẻ với các bác nó là như thế này. Đấy. Thật sự là khi mà chia sẻ cái điều này cũng khá là đau lòng, bởi vì nhiều người bạn của tôi cũng đang làm ở nhà nước chứ không phải là không đâu ạ. Đó. Cho nên có thể là các bạn ấy khi nghe lời chia sẻ của tôi như thế này thì là các bạn ấy có thể là sẽ cũng khá là buồn. Đó. Nhưng có lẽ là các bạn ấy cũng sẽ hiểu, bởi vì rằng cái chia sẻ của tôi là nó cũng không phải là có gì đó nó không chính xác. Đấy, thì báo cáo với các bác như vậy. Thế thì để nói là tại sao tôi chia sẻ với chủ đề này thì nó liên quan đến một cái sự kiện, nó gần như là một cái sự đồng thời. Đấy. Các bác cứ để ý rằng là trong cái thời gian vừa rồi ấy, nó có những cái sự kiện quan trọng. Tôi lấy ví dụ như là sự kiện về ông Hồ Duy Hải chẳng hạn đấy, sự kiện về vụ án Hồ Duy Hải, rồi là sự kiện về ông Vũ Huy Hoàng đấy, Bộ trưởng Bộ Công Thương đấy, một loạt như thế phải không ạ, rồi là sự kiện về ông Nguyễn Đức Chung với cả những cái tài xế và những cái thư ký liên quan đang gọi là bị khởi tố và bị khám xét về cái tội chiếm đoạt tài sản nhà nước. Đấy. Nhưng mà có một cái sự kiện mà các bác chắc đọc qua thì các bác cũng nắm được, đó là cái sự kiện mà về cái đường dây ma túy mà gọi là điều chế. Nó hay ở chỗ rằng chỗ là nó điều chế tại Việt Nam luôn. Đấy. Chứ không phải rằng là nó mua bán đâu. Đấy, có mua bán nhưng mà anh này anh ấy giỏi ghê, anh ấy làm tại Việt Nam luôn. Anh ấy chiết xuất từ tinh dầu ra và anh ấy sản xuất tại Việt Nam luôn và cung cấp cho các đầu mối. Từ ma túy cho đến là cái viên thuốc lắc nọ kia thì nó ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Cái này thì tôi xin mạn phép chia sẻ sâu sâu một chút. Đó là ví dụ như là nó không giống như vụ Hồ Duy Hải. Cái vụ anh gọi là trùm ma túy Văn Kính Dương này ấy, thì là anh ấy là một cái người đã bị truy nã từ lâu rồi. Đấy. Cộng với cả cái vụ lùm xùm gọi là anh ấy cặp với cả hot girl Ngọc Miu, cái người mà cũng bị truy tố với anh ấy rồi đó. Thế tuy nhiên là có một cái sự liên tưởng rất là nhẹ nhàng như sau. Đấy. Cùng với thời điểm mà anh Văn Kính Dương ra tòa thì cái vụ Hồ Duy, cái vụ gọi là Vũ Huy Hoàng đấy, cũng bị khởi tố nhưng mà chưa ra tòa. Đấy. Thế tuy nhiên là nó có những cái thông tin tưởng rằng là lệch đạch nhau, nhưng lại là một cái mà tôi cho rằng là cũng khá là đau xót. Đó là tôi nhiều khi tôi gọi là cái tính quân tử của những cái người đàn ông nó như thế nào, mình thật là khó so sánh đúng không. Đấy. Một cái vụ án của ông Vũ Huy Hoàng, ông ấy là thượng thư đấy, gọi là đứng đầu một cái ngành đấy, gọi là cái bộ nó to, gọi là bộ của bộ, nghĩa là bộ này nó to hơn các bộ khác đấy, là báo cáo với các bác như thế. Cái Bộ Công Thương ấy, thì thường người ta gọi là bộ của bộ đấy, cái bộ to nhất trong tất cả các bộ đấy, cái bộ này là thơm lắm đấy, nhiều người thích lắm đấy. Rồi là với một anh gọi là vừa lệnh truy nã, gọi là gần như là cầm chắc cái án tử hình rồi đấy. Một cái tên nó gọi là nhiều khi Việt Nam mình gọi là đầu đường xó chợ đấy. Thế nhưng tại sao đầu đường xó chợ, là bởi vì là anh ấy làm ăn một cách phi pháp, một cách hoàn toàn. Thế nhưng chúng ta so sánh mấy điểm sau để thấy được cái sự quân tử hay sự liêm sỉ nhá. Thì tôi vẽ ra một số cái gọi là về hai cái ông đấy trước, nên là mình sẽ hai cái, một cái người gọi là thượng thư bộ lại với một cái người gọi là trùm một cái đường dây đấy, sản xuất ma túy đấy. Một người ở trên cao tít, một người thì gọi là chui lủi đấy, để các bác thấy rằng là như thế nào. Một người là người ta thu lợi cho mình nó rơi vào cỡ tầm vài trăm tỷ đồng đấy. Một người thì chưa biết thu lợi bao nhiêu, cái này tôi không bao giờ tôi phán cái điều gì là không có căn cứ. Thế nhưng mà bây giờ cái vụ án đầu tiên khi mà đưa ra thì cái vụ nhà Sapeco thì gọi là nó đã gây thiệt hại cho nhà nước mình rơi vào cỡ 3.800 tỷ rồi. Đấy, thì các bác mới thấy rằng là như thế nào. Đấy. Thế thì khi ra tòa thì hai anh này nó có một cái rất là đặc biệt. Đấy. Mình vừa so sánh rất là đối nghịch nhau, nhưng mà ra tòa các anh này cũng rất là đặc biệt. Đấy, chứ không phải là không. Thế thì cái vụ án của Văn Kính Dương ấy, nó có một cái điều mà các bác nào mà theo dõi từ ngày xưa ấy, thì thấy rằng là cái anh Văn Kính Dương này, anh ấy khai rằng là anh ấy nhận được một cái người tên là nghĩa là nhận được cái gọi là
kỹ thuật rồi là cách thức điều chế từ một người tên là Tôm khi mà gọi là đi chơi ở vũ trường Campuchia. Đấy, thì các bác là thế đúng không ạ? Đấy. Thế thì nhiều người dân, nếu là dân điều tra hay là dân truyền thông thì cũng thấy rằng là cái này nó không phải là logic cho lắm. Đấy. Thế nhưng mà cái quan trọng ấy, là khi ra tòa thì cái anh nhân viên của anh chủ ma túy đấy thì anh ấy khai rằng là không phải anh ấy tên là Tôm hay là cái gì đấy, mà cái ông đấy chính là cái ông Kỳ Nam đấy, cùng làm với cả là ông Văn Kính Dương này luôn đó. Thế thì khi được hỏi ông Văn Kính Dương này với cả phỏng nghĩa là gọi thẩm vấn Kỳ Nam ngay tại tòa thì Văn Kính Dương trả lời rất là rõ ràng là: tôi muốn nhận hết tất cả những cái tội về mình. Đấy, các bác thấy kinh không? Tôi muốn nhận tất cả những cái tội và trách nhiệm về mình để mà đỡ được cho những người khác. Đấy. Thế thì là chúng ta thử soi sang một anh gọi là thượng thư bộ lại. Đấy. Cái anh thượng thư bộ lại này thì báo cáo với cả các bác rằng là: ôi trời ơi, đấy, chưa ra tòa, mới ở giai đoạn khởi tố thôi. Thế nhưng mà bởi vì cái chị Kim Thoa kia chị đang ở Pháp, đấy, một là dịch chưa về ngay được, thứ hai nữa là cũng phải làm một số các thủ tục cụ thể thì mới có thể về được, thì tranh thủ cái lúc đó. Thế thì cái anh thượng thư bộ lại ấy, anh ấy làm cho câu rằng là: tôi chỉ chịu trách nhiệm người đứng đầu thôi, chứ còn tất cả những cái công việc hay là tất cả những cái bản án hay là những cái đó, trách nhiệm chính đấy, nghĩa là sẽ chịu trách nhiệm hình phạt chính những cái vụ án đấy thì thuộc về cái chị Thoa ấy. Đấy. Thì các bác nàng thấy rằng là như thế. Thế bây giờ mình cứ nhìn chung chung lại nhá, mình không đi vào chi tiết cụ thể. Thế thì một anh ấy ra tòa, anh ấy nhận tất cả những cái tội về mình. Anh ấy nhận cả trách nhiệm chính lẫn trách nhiệm người đứng đầu. Đấy. Và anh ấy bằng cái cách nào hay cách khác nào là cái đó thì anh ấy bao che cho người ta. Mình chưa nói rằng cái việc này đúng hay sai. Có đúng ạ. Thì anh gọi là bao che và anh bảo vệ cho cái người nhân viên và cái người bạn làm ăn hay cái gì đấy của mình. Đấy. Thế thì một anh cũng gọi là chưa ra khởi tố nhưng mình cứ cho là ra tòa đi đấy, thì là mình cứ cho là cứ như, bây giờ đang hỏi thì cứ gọi là cho ra tòa thì cũng cùng với tính chất gần như tương tự, thì đổ hết lỗi cho bên cấp dưới. Đấy. Tôi chẳng biết gì cả, chẳng qua rằng là trình lên để tôi ký, chứ còn là tất cả mọi thứ thì nó thuộc về trách nhiệm của cái chị đấy. Thấy không ạ? Đấy. Thế thì các bác suy ra ở một số cái vụ án tương tự thì các bác mới thấy được rằng là rất hiếm những cái người mà đi ra gọi là bước ra vành móng ngựa hay là cái gì đấy, người ta chịu trách nhiệm chính toàn bộ của mình. Ừ. Nhất là những cái bộ lại của mình. Thế thì thứ nhất là có một cái, hai cái để mà chúng ta gọi là nguồn gốc của một con người á. Một là cái tính quân tử, đúng không? Quân tử nghĩa là dám làm, dám chịu. Đấy, có đúng không ạ? Đấy, một thằng đàn ông mà gọi là không quân tử thì nói nó hơi nhục. Đấy, tôi báo cáo với các bác như thế. Chúng ta thường thường chơi với anh em rất là nhiệt tình nọ kia. Đấy. Rồi là hứa hẹn, rồi là thề thốt, rồi là ăn chia, đấy, ví dụ đấy. Thế nhưng mà khi ra ra cái chỗ một sự vụ xảy ra rồi, thì ngày xưa đọc First nó có cái hay lắm, nó bảo rằng là cái bản chất con người ấy, nó chỉ hiện ra trong những hoàn cảnh cụ thể, đấy. Mà nhất là trong cái bước đường cùng ấy, thì nó gần như là nó gọi như là thể hiện hết tất cả, tao sợ chết thì nó là tao sợ chết, rồi tất cả những cái bản năng gốc của người đó, lúc đấy nó không thể giấu được nữa, đấy. Thế thì báo cáo các bác là như thế. Thế thì toàn bộ những cái gọi là tính quân tử đấy nó có không? Đấy. Cái thứ hai nữa mà tôi cho rằng là cái thứ hai hai ấy, mà tôi cho rằng ấy, là cái tính liêm sỉ. Cái tính liêm sỉ nó như thế này. Phải nói rằng như thế này. Nhiều khi không quân tử đâu. Để tôi cho cái sự khác về tính liêm sỉ nhá. Nhiều khi là không quân tử đâu. Đấy. Tôi cũng ghét lắm. Thỉnh thoảng nếu mà có cơ hội là tôi có thể gọi là dí ngay được. Nhưng bởi vì là tôi có cái sĩ diện của tôi có lòng tự tôn của tôi có một cái gọi là đứng trước bàn dân thiên hạ thì tôi không thể nào mà tôi ấy cái xấu ra được, kiểu kiểu ấy, các bác hiểu ý tôi không ạ? Đấy. Thế thì rằng là tôi có cái sự liêm sỉ của mình đấy, cho nên rằng là tôi phải đứng trách nhiệm ở trong cái việc đó đấy, các bác thấy không? Đấy. Thế thì cả hai cái này các anh đều không có, với các anh chấp sẵn sàng chấp nhận rằng là tôi sẽ bị thiên hạ đấy, sẽ bị những cái YouTuber đấy, thấy không ạ? Sẽ bị những cái nó gọi là YouTuber này, sẽ bị những cái vậy phóng viên này, sẽ bị những cái người xung quanh này, thậm chí là chính bạn bè mình gọi là phỉ nhổ,
tôi dùng từ ấy. Nhưng mà chấp nhận hết. Khi đã thốt ra lời thì cái đấy thì biết hết mà. Tầm như thế rồi thì họ đâu có phải là cái người mà nó gọi là kém hiểu biết đâu. Đúng không ạ? Còn hiểu biết hơn tôi gấp nhiều lần đấy chứ. À, thế thì ra như thế thì mới thấy rằng là, nhưng mà chấp nhận hết, các bạn thấy không? Giờ này người ta gọi là câu giờ này liêm sỉ cái gì nữa. Đấy. Thế thì báo cáo với các bác là như thế. Thế thì cái câu chuyện mà hai anh gọi là anh Văn Kính Dương và anh Vũ Huy Hoàng thì các bác mới thấy được rằng là nó có nhiều cái điều thú vị khi mà chúng ta nhìn nhận ở trong góc cạnh cùng cùng là những cái người mà khi bị dồn vào bức tường cùng thì họ có những cách hành xử nó khác nhau như thế nào. Đó. Thì câu chuyện của tôi dừng ở đây, chỉ để lại những cái lời suy nghĩ cho các bác. Đấy. Thì các bác có cái suy nghĩ hay cái ý kiến gì thì có thể là comment xuống dưới và chúng ta lại cùng thảo luận với nhau tiếp thôi. Và bác nào chưa đăng ký thì bấm cho tôi cái nút đăng ký và để tôi có thể chia sẻ được nhiều hơn. Đó. Rất cảm ơn các bác nha.